Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình góp nhận 0.5 token KB3R nha các bạn. Một token này đã list lên trên sàn Swap các bạn. Giá khá là cao luôn. Để tham gia chương trình góp này mọi người click phần link mô tả mở tất ra mà bấm nút start chat cho bot nha bạn. Rồi các bạn bấm vào start góp tắt nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên đó các bạn join vào kênh seller đó nha. Giờ hai kênh seller đó các bạn. Đây mình đã check các kiểu cho tất cả anh em ơi. Các bạn join vào các bạn. Rồi tất cả các bạn bắt up lên. Rồi join tiếp kênh seller đó nè. Giờ ở multi rồi. Theo world thì các bạn follow và tweet các bạn. Rồi chờ nó load đến trang trader của mình chút nữa các bạn. Rồi, tweet thì các bạn chỉ việc theo dõi nữa các bạn. Rồi các bạn like và tweet bị giết để game đó các bạn. Hiện tại có 1.000. Rồi bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp nha các bạn. Tôi cần này mà nó có về là các bạn có thể giao dịch swap qua USDT hoặc ETH trên sàn Uniswap các bạn. Rồi bạn muốn nó chích những tên nha các bạn. Rồi các bạn chờ bot phản hồi chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi các bạn viên phim pha các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi bấm next step nha các bạn. Rồi các bạn điền lại username theo word của mình nha các bạn, tweet của mình á. Bạn mở trang theo word của mình ra các bạn vào trang cá nhân lấy các bạn sẽ gặp username mình a cộng MMO các bạn. Rồi các bạn gỡ các bạn. Rồi các bạn việc lấy địa chỉ RGC mới với chocolate mới sau wallet thì mình copy địa chỉ với các bạn. Rồi phan nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại. Rồi các bạn mở cái telegram của mình lên lại nè. Rồi các bạn bắt đắp bán giá cho này nha. Rồi mình gửi cho bot nha bạn. Rồi các bạn bấm vào phần đây họ nó hỏi mình có join cái này chưa, mình vào kiểm tra cái nó các bạn. Rồi các bạn bấm vào I am Complex nè. Rồi các bạn token này đã được list trên sàn Uniswap nè các bạn. Chain nè, một token KB3R bằng 180 đô thôi, khá là cao luôn. Rồi các bạn bấm vào balance đi các bạn. Mình đã nhận được 0.0005 token nè. Vậy video mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.